Hello mọi người, video hôm nay sẽ là kem chống nắng vật lý lành tính, kìm dầu đỉnh cao, giá ngon vỏ rẻ. Ta-da! Đó chính là bạn này, đến từ Hàn Quốc của hãng Peslo có tên là Safe Recipe. Đầu tiên về hãng thì đây là một hãng của Hàn Quốc, nhưng mà Trinh không có tìm được quá nhiều thông tin về công nghệ, lịch sử hình thành ra đời. Khi mà lên web của hãng thì những cái mà đặt vào mắt Trinh chỉ là những cái triết lý nào là đông tây hợp nhất, rồi con đường tơ lụa tùm lum hết. Nói chung là sau khi đọc xong Trinh cũng không hiểu được là brand này ra đời như thế nào và bỏ vào những công nghệ gì. Chỉ có những cái mà thu hút Trinh đó là đây là mỹ phẩm thuần chay, không thử nghiệm trên động vật, vegan, được bán ở duty free của hàng rất là lớn, và đặc biệt là được free trial trên CNN của Philippines, cho nên là độ uy tín thì có thể xem là ok. Cái điểm thứ hai đặt vào mắt Trinh là cái tính aesthetic, cái tính nghệ thuật thẩm mỹ trên cái web của hãng á mọi người. Nó làm cho mình có một cảm giác rất là luxury nha, cảm giác giống như là những sản phẩm của Huxley, nhưng mà xem ra phân khúc giá thì chỉ tầm của Costa X thôi. Điểm Trinh thích nữa là có những cái size nhỏ như thế này. Trên tay của Trinh là cái phiên bản 15ml nha, rất là phù hợp cho những đứa mà phải test nhiều loại sản phẩm khác nhau, hoặc là những bạn mà yêu thích sưu tầm mỹ phẩm á, thì đây là một cái điểm Trinh luôn đánh giá rất cao. Và ngay cả những cái sản phẩm mini như thế này thì họ cũng rất là chỉnh chu về mặt packaging, thiết kế bên ngoài y như là cái chất liệu giấy của những sản phẩm Huxley luôn á mọi người. Nhưng mà Huxley thì giá gấp ít nhất phải từ 2 đến 3 lần so với sản phẩm của Peslo nha. Cuối cùng, một cái điểm tốt của brand này nữa là rất là biết nắm bắt trend. Biết là bây giờ ai cũng xài treatment hết, cho nên là cái sản phẩm chủ lực key product của hãng này á, là một cái kem dưỡng có khả năng phục hồi chứa pantanol và ceramide. Trinh cũng có trên tay luôn, và Trinh cũng có cái phiên bản mini luôn. Nếu mọi người muốn Trinh review thì comment bên dưới nha. Chưa hết đâu mọi người, ngay cả cái kem chống nắng này họ cũng cho vào pantanol và ceramide luôn. Thì nghĩ thử xem, nhìn có thu hút không? Vẻ ngoài rất là đẹp, giá cả rất là hợp lý, thành phần lại vô cùng tốt luôn. Ai không muốn mua đúng mọi người? Khoan đã, bây giờ mọi người đợi Trinh phân tích tiếp đi, rồi hãy quyết định là có chốt đơn hay không ha. Thì trên tay của Trinh là một bạn kem chống nắng thuần vật lý 100%. Hãng có thêm một cái phiên bản like cái hóa học nữa, phân tích về cái bản vật lý này trước. Nếu mà mọi người muốn Trinh phân tích luôn cái bản kia thì comment bên dưới cho Trinh biết. Kem chống nắng vật lý thì chỉ có những cái màng vật lý thôi, titanium dioxide, zinc oxide. Một số đặc điểm của kem chống nắng vật lý: thứ nhất là mọi người không cần phải chờ 30 phút thì mới ra ngoài, cho nên là rất là tiện lợi, mà nó còn rất là an toàn, ngay cả đối với mẹ bầu cũng dùng được luôn. Nhưng mà dĩ nhiên là mọi người nên tham vấn ý kiến bác sĩ nha, cái gì mà đụng tới bầu bí con cái là nên hỏi. Một điểm nữa của kem chống nắng vật lý là nó nâng tông, và cái bản Peslo này là nó nâng tông trắng tinh luôn, chứ không phải là trắng hồng trắng bưởi nha. Bây giờ Trinh sẽ phân tích những cái ưu điểm và những cái khuyết điểm của bạn này trong cái cảm nhận cá nhân của mình. Ưu điểm thì đầu tiên là kem chống nắng vật lý nè, rất là an toàn ha. Thứ hai là ngay cả thành phần của nó cũng rất là an toàn luôn, rất là hàng sản, toàn là những cái thành phần nuôi dưỡng thôi. Chỉ có duy nhất một cái thành phần là hơi nhạy cảm một chút xíu. Thì những cái thành phần mà nuôi dưỡng có khả năng chống oxy hóa, kháng viêm cho da dầu mụn rất là tốt, đó là rau má và diếp cá nè. Còn thêm những cái thành phần cấp ẩm phục hồi như là B5, tỷ lệ là 1%, không quá cao đâu, nhưng mà cho vào như vậy là rất tốt rồi. Bên cạnh đó thì có ceramide, cũng là một cái thành phần có khả năng phục hồi rất là tốt, và thêm arginin làm dịu nữa. Ngoài ra thì có một số các cái chiết xuất dầu thực vật, và đây cũng là một cái thành phần có khả năng gây kích ứng ở trên da, đó là dầu hương thảo rosemary. Đây là cái thành phần duy nhất đáng lo ngại cho những bạn da super nhạy cảm hoặc là nhạy cảm với chính cái thành phần này. Còn lại thì cực kỳ lành tính luôn mọi người. Về mặt chất liệu thì nó lỏng loe, Trinh rất là ít thấy những kem chống nắng vật lý mà cái chất của nó lỏng như vậy luôn á, tán ra rất là dễ, và đặc biệt là nó kìm dầu một cách kinh khủng khiếp luôn. Trên da khô của Trinh thôi là Trinh đã thấy là nó căng như thế nào rồi, thì thử hỏi trên các bạn da dầu thì xài bao mê luôn. Không chỉ kìm dầu mà còn kháng nước nữa mọi người. Cái này chắc đi bơi là rất thích, hoặc là những bạn mà hay bị đổ mồ hôi nhiều hoặc là hoạt động ngoài trời á, đảm bảo là nó kìm dầu kìm nước rất là tốt luôn, và không có bị xuống tông nha. Khi mà Trinh vừa mới apply lên đủ lượng thì nó sẽ nâng tông cho Trinh tầm khoảng cỡ nửa tông cho đến một tông. Khoảng tới cuối ngày luôn Trinh thấy là hầu như nó vẫn giữ cái đó à mọi người. Nếu mà nó xuống chắc là nó xuống tầm khoảng cỡ nửa tông thôi, nhưng mà lưu ý là cái tông này vẫn là một cái tông trắng Trinh nguyên nha. Đó, cho nên điểm này cũng sẽ là một cái khuyết điểm. Những bạn mà da tối màu từ tông Fusion tầm 23 thì xài vẫn ok, nhưng mà kiểu thấp hơn 23 thì nó sẽ làm cho da của mọi người hơi bị trắng bệch, nhìn nó rất là mất tự nhiên. Cái khuyết điểm tiếp theo nữa là cũng khá là dễ phóng nếu mà mình biết quá là mạnh tay. Khuyết điểm thứ ba là đối với những bạn mà da rất khô như Trinh nè, hoặc là da có nhiều vảy chết nè, không có tẩy tế bào chết kỹ nè, hoặc là những cái mụn mà lồi lên đang trong quá trình khô cồi á, thì nó sẽ lộ ra hết những khuyết điểm luôn. Cho nên xài bạn này thì mọi người phải tẩy da chết cho nó kỹ một chút xíu, và nhớ là cũng dưỡng ẩm tốt một chút xíu. Trên da khô của Trinh, nếu mà Trinh dưỡng ẩm kỹ thì dùng em này ok, còn hôm nào mà Trinh dưỡng ẩm sương sương thì cảm giác nó sẽ khá là căng, nó sẽ hơi tức, hơi khó chịu một chút.
Rồi, kết luận thì bạn này là một kem chống nắng vật lý an toàn, lành tính, trừ những bạn nào không phù hợp với dầu hương thảo, phù hợp với da siêu nhiều dầu, da dầu, thậm chí là da hỗn hợp thiên dầu. Còn nếu da khô muốn bong trang thì phải cấp ẩm cho thiệt là kỹ, tẩy da chết cho thiệt là kỹ vô, phù hợp với tông da từ trung bình cho đến sáng, rất sáng, càng sáng càng tốt. Dùng hàng ngày được treatment bình thường không quá nặng đô, tẩy da chết, AHA, BHA, niacinamide, vitamin C, xương xương thì ok. Chứ còn rề mạnh thì cá nhân Trinh vẫn ưu tiên những kem chống nắng hóa học và màng lọc cực kỳ đỉnh, nhất là đến từ Âu Mỹ. Nói chung là bạn này là cái kem chống nắng kìm dầu đỉnh nhất từ trước giờ mà Trinh xài luôn. Nhưng mà cái gì mà nó nhiều quá nó cũng sẽ không tốt, tại vì nó kìm dầu quá đỉnh như vậy, cho nên nó cũng sẽ hơi kén cái chất liệu da của mình. Nhớ nha, những bạn nào mà bị khô và vảy chết, tại da chết không kỹ thì bạn này rất là dễ bị lộ khuyết điểm. Còn lại da của mọi người mình nó tương đối nhẵn mịn, đây sẽ là một chân ái kìm dầu. Rồi, hy vọng là mọi người đã thích video này. Nếu mà muốn Trinh làm cái kem chống nắng hóa học của hãng này nữa, hoặc là review cái kem phục hồi thì comment bên dưới cho Trinh biết luôn nha. Cảm ơn mọi người. Bye.